Thọ Nhí chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai loại côn trùng rất là đặc biệt, đó là ong và bướm. Nào, bây giờ chúng mình hãy theo chân cô để tìm hiểu hai loài côn trùng đặc biệt này nhé. Bây giờ cô sẽ đọc một câu đố về một con vật để xem các con ai sẽ đoán được nhanh nhất. Các con lắng nghe nha. Cuộc đời cố gắng hút mật tìm hoa, đem cất ở nhà ai ai cũng quý. Đố các con, câu đố này nói về con gì? Con bướm, con ong, con ruồi, con muỗi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đúng rồi, đó là con ong. Các con biết không, ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao. Ong sống theo đàn, mỗi đàn đều có ong chúa, ong thợ, ong đực và ong non. Và trong xã hội của loài ong thì có sự phân công công việc rõ ràng. Đây là con gì đây con? À, đây là con ong đấy. Thế các con có biết con ong cấu tạo gồm mấy phần không? Cấu tạo bên ngoài của ong gồm có 3 phần. Đó là phần đầu, phần ngực và phần bụng. Phần đầu của ong có mắt, miệng, râu, vòi. Phần ngực của ong có cánh, chân. Phần bụng của ong, ong có 6 đốt bụng và 1 ngòi đốt. Thế các con có biết ong bay được nhờ vào bộ phận nào không? Ong bay được là vì ong có cánh. Thế các con có biết ong dùng gì để hút mật hoa không? Ong dùng vòi để hút mật hoa. Thế con ong có bao nhiêu cái chân? Ong có 6 cái chân. Ong sử dụng ngòi đốt để làm gì? À, ong sử dụng ngòi đốt là để bảo vệ tổ, để tự vệ, hay để tấn công con mồi. Chúng làm tê liệt con mồi chỉ trong vài giây. Các con biết không, trong 6 cái chân của ong thì có 2 cái chân là có giỏ để đựng hạt phấn hoa để ong mang về tổ. Còn phần bụng của ong thì có một cái túi chứa nọc độc và một ngòi đốt. Thế con ong thuộc nhóm côn trùng có lợi hay là có hại? Con ong thuộc nhóm côn trùng có lợi nha con. Nhưng nếu có ai chọc phá tổ của ong thì cả đàn ong sẽ tập hợp lại và tấn công để bảo vệ con của chúng. Vì thế mà các con nên tránh xa, không được chọc phá tổ ong. Nếu không thì sẽ dễ bị ong chích, đau lắm đấy. Thế các con có biết vòng đời của ong là như thế nào không? Bất cứ con ong nào cũng trải qua 4 giai đoạn. Đó là trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Ở giai đoạn trứng thì trứng của ong có kích thước bằng hạt gạo. Giai đoạn ấu trùng, sau 3 ngày trứng sẽ phát triển thành ấu trùng và chúng lúc này không có chân và cũng không có mắt.
ấu trùng phát triển, nó sẽ lột xác nhiều lần. Giai đoạn nhộng, ấu trùng bắt đầu xây một cái kén quanh nó và chuyển thành nhộng. Quá trình này sẽ phát triển ấu trùng thành con ong hoàn thiện với đầy đủ đầu, ngực, bụng, cánh và chân. Còn giai đoạn trưởng thành, kết thúc thời kỳ nhộng, chúng sẽ cắn vỏ và chui ra ngoài, phát triển thành con ong trưởng thành. Các con thân mến, mật ong không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong ăn uống, mà tác dụng của nó còn được công nhận trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Mật ong là phần chất ngọt do ong mật góp nhặt từ những bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, loại thực phẩm này được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn, có lợi cho sức khỏe. Về công dụng của mật ong thì người ta sử dụng mật ong để chữa các bệnh như ho và bảo vệ dạ dày, chữa các vết bỏng. Người ta còn sử dụng mật ong trong làm đẹp như là trị mụn, làm mờ vết thâm, dưỡng ẩm cho da và chăm sóc cho tóc bóng mượt. Với những lợi ích như trên nên ong được xếp vào nhóm côn trùng có lợi. Tiếp theo, cô đố các con đây là con gì? Lắm màu phất phới áo hoa, bên hoa nhơn nhởn lượn qua lượn về. Con chim lạ kỳ ghê, đố ai ai biết, mau kê tên liền. Con ong, con ruồi, con bướm, con cánh cam. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Là con gì vậy con? Đúng rồi, đó là con bướm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá về loài bướm. Nào, chúng mình hãy cùng nhau gọi bướm về để tha hồ ngắm những chú bướm xinh nha. Thế các con đã biết gì về bướm? Chắc các con đã từng nhìn thấy con bướm một lần ở đâu rồi đúng không nào? Thế các con thấy con bướm nó ở đâu? Bướm có đẹp không con? Và chúng đẹp thì đẹp như thế nào? Các con thân mến, màu sắc của cánh bướm được tạo ra từ hàng ngàn vảy nhỏ li ti xếp xen kẽ nhau. Những vảy này có thể phát ra ánh sáng, do đó cánh bướm liên tục thay đổi màu sắc khi di chuyển dưới ánh nắng của mặt trời. Nhưng phần phía dưới của cánh bướm thì lại có màu sắc xám hoặc là nâu, khác xa với màu sắc sặc sỡ ở phía trên. Các con có biết là vì sao như vậy không? Màu sắc tối này là để giúp chúng ngụy trang khi chúng xếp đôi cánh lại. Điều này sẽ giúp cho chúng thoát khỏi những con mắt săn mồi của những loài chim hay sâu bọ khác. Điều này thật là thú vị phải không các con? Thế các con có biết bướm thuộc nhóm nào không? Bướm thuộc nhóm côn trùng. Thế các con có biết cấu tạo của bướm gồm mấy phần? À, cấu tạo của bướm gồm 3 phần nha con. Đó là phần đầu, phần ngực và phần bụng. Phần đầu thì có mắt, râu, vòi. Phần ngực thì có chân, cánh. Các con biết không, cánh của bướm mỏng nên bướm bay rất là nhẹ nhàng.
Thế con có biết là bướm có bao nhiêu cái chân không? À, bướm có 6 cái chân đấy. Chân của bướm có nhiều đốt, giúp cho bướm đậu được trên những bông hoa. Phấn hoa dính vào chân của bướm, khi bướm bay từ hoa này sang hoa khác, sẽ giúp cho hoa thụt phấn đấy các con ạ. Vậy thì bướm là loại côn trùng có lợi hay là có hại? Bướm là loại côn trùng có lợi. Thế các con có biết là bướm ăn gì không? Chúng ăn phấn hoa đấy, vì chúng luôn quanh quẩn bên những bông hoa. Các con có biết là bướm ra đời và lớn lên như thế nào không? Cũng giống như những loài côn trùng khác, vòng đời của bướm cũng có 4 giai đoạn. Đó là trứng, sâu non hay còn gọi là ấu trùng, nhộng, trưởng thành. Đầu tiên, bướm sẽ đẻ trứng trên lá cành hoặc là thân cây. 10 ngày sau, sâu non sẽ chui ra khỏi trứng. Sâu non lớn dần lên. Khoảng 1 tháng sau, nó chọn một cành cây khuất gió và biến thành nhộng. Qua mấy ngày, lớp vỏ ngoài của kén dần trở nên trong và mờ. Bướm ở bên trong cọ lưng vào kén, tạo thành một lỗ thủng nhỏ và chui ra ngoài. 1 đến 3 giờ sau thì bướm sẽ lột xác hoàn toàn và có thể dang đôi cánh đẹp của mình bay vút lên cao. Bây giờ chúng mình cùng nhau so sánh con ong và con bướm nha. Giống nhau, ong và bướm đều là côn trùng có lợi, biết bay, cùng hút mật hoa và giúp thụ phấn cho hoa. Còn về khác nhau thì cánh bướm to và sặc sỡ hơn ong. Còn ong có thể tấn công hoặc tự vệ bằng cách là chích, đốt nọc độc. Bây giờ các con hãy giúp bạn ong vàng sắp xếp lại vòng đời của ong sao cho đúng nha. Five, four, three, two, one. Các con giỏi lắm. Các con ơi, bạn bướm cũng muốn được giúp đỡ nữa đấy. Các con hãy giúp bạn ấy sắp xếp lại vòng đời của bướm nha. 5, 4, 3, 2, 1. Buổi tìm hiểu về ong và bướm đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại.